và dừng đặt chấm non chữ máu tham mê và rồi có cái này dụ các bạn ấy chiếc rồi có mấy xì mạng này dây thá sẽ chạy các bạn cả bất các bạn vô tay trở bàn tờ tùa giấc rùm khá nế rồi có chìa mùi khá nế làm bây phía bàn nửa mục rồi buồn rồi có xin nam rồi buồn chẳng lại. Ok ok dừng ăn bắt thà the director general cứ ạ kẹ này dụ và kẹ này dụ này mạch chạy mình đủ Cambodian Mind Action Center hay cắt thả xì mạ nó mở bị bình ảnh chân mạch chạy mình đủ sạc ca mập hiếp cầm chặt mến Campuchia lộ hế như rõ tả ná ca bị thức ngày Tuesday thức ngày ổng kìa ban phẩm miền và phẩm miền chỉ ca sau đó pointing the blame này mẹ thật lược lãng đòi lược lãng bị ca chạy tốt rồi có đòi bằng hàng bị ca chạy tốt chấm buộc sẽ đây xâm rạch rưu này dô bài bìa tay đặc cá đài bằng co led to trigger result in cost bằng co được bằng đá ở miền ca bằng plan protect Campuchia đài lược lãng thả ca bất của ta trở bàn lược tụ squal rùm khnia đạp bay phía ba nơi một đội bùa tiếng lại ok một đội bùa chỉ chán chẳng tới bảy đội tiếng lại có ba này Ratana words sấm đầy đội bao lục Ratana cả là bản top về và statement sẽ để thay ca môi đội bàn chơi là đội Satan tụt sa hạ đội Amrit Imbazis Meneta Satan tụt pi cái lại đã bỏ mệnh mũi đã bỏ chân mùi than tụt am đấy nâng sẽ than tụt chân bẹp quan regarding và concerning ai phải bị concerning mà concerning và regarding related to các bạn bẹp quan được cái tẹt tình từ nâng khóc đi thật anh ấy phía xa bà răng lấy mẹ thà rọt bỏ hả bà rọt bỏ hả nhóm ta xe mà giờ phía xa khả máy nè bà nè thà ấy mẹ xô rờ rọt bỏ hả luôn nở nơi khăn ông chân nam mà bọn phẩm bùn lời chất sập bà nè có chi chùm nẹ đăng mùi phần này đăng bày rầm lực lao mới rót vào hà luôn nó lúc không cho năm nà còn một đời chặt sấp hói như thế này ca này ca tầm lẽ của bài the bombing champagne hai lần ca tầm lẽ crop mình đại Campuchia ban chua bờ tre ca pi tu sửa vật cho năm chặt sấp năm bảy sấp the U.S. embassy in Cambodia last Thursday claim on its official Facebook page. Sathan tu Saharat Amrit. Ba Sathan tu Saharat Amrit pracham Campuchia rư ko nơi Campuchia ka ba nè. Hoi bisam jeung da thu jeung aich bo pae ta pracham ok nơi knong te Campuchia ka pi thai pahoh mun ban ah ang nơi lơ ke ha tampo Facebook che phleu ka robos khluon its ni sam dau te lơ embassy nâng ấy, U.S. embassy thà there was no evidence khmien phó tàng ná đai thà rò thà ba Amrit bẹp quản involved ní cư xâm đau từ lỡ ế chí tiêu mình mèn kể ở xa bế nè was involved in mê nê thà mách bẹp quản tên nâng rọt rò hà chân nà mạp quản phẩm bùn đời chất sắp đai precipitated precipitated miền này thầm mạch để không lấy cọt ai đó nè bằng đá được bằng cò miền này mới cạn lại và đá ban bằng đá ai được bằng cò miền ở hiệp trở lại cho Andres chỉ tràn đá bờ đèo vịt bằng plan tích tì bằng plan với tì Campuchia nè ở đây là page challenge nam chia bản to following này. The Chinese embassy responded, Satan to Chen
ឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃណាថ្ងៃសុកដោយចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅឬដោយចាត់ទុក singling out ចាត់ទុកភ្នាក់ងារចារកិច្ចកណ្ដាលហៅកាត់ថា CIA មិនមែនអីគេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមែនថានេះគេបញ្ជាក់ណាវាអត់យល់ណា អានេះគេវិជ្ជាអ្នកអញ្ចឹងវាថាគេហៅឬក៏ចាត់ទុកភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកហ្នឹងថាជាគេជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងវាច្រឡំមិនមែនគេមិនមែនសំដៅទៅលើរដ្ឋប្រហារអាមេរិកទេប៉ុន្តែគេចាត់ទុកចារកិច្ចភ្នាក់ងារចារកិច្ចកណ្ដាលហៅកាត់ថា លោករតនាហ្នឹងបានតែសែននៅលើគេហទំព័រ Facebook ថា do not sing that កុំគិតថាប្រទេសជាតិបាទសម្រាប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះបាទរងងហើយមិនដឹងរឿងអំពីសង្គ្រាមអំពីរដ្ឋប្រហារអំពីការសម្លាប់រឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនេះគួរតែទទួលស្គាល់ពីការពិត ជាមួយគ្នាដើម្បីព្យាបាលនៅមុខរបួសឬក៏ស្នាមរបួសទប់ស្កាត់នៅការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតឬក៏រារាំងអូខេហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពសម្រាប់អនាគតទៅមុខដ៏ល្អ Repeating the mistake ដោយរំលឹកសារជាថ្មីពីកំហុសឆ្គងនៃអតីតកាលកាលពីអតីតកាល must also be avoided ក៏ត្រូវគេជៀសវាងផងដែរ He said that គាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងរដ្ឋបាល administration នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេប្រើពាក្យរដ្ឋបាលបាទច្រើន សំដៅទៅលើបុគ្គលរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump រដ្ឋបាលរបស់លោក Johnson រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបារ៉ាអូបាម៉ាអញ្ចឹងទៅគេប្រើពាក្យ administration រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson ពីឆ្នាំ 1965 with around by around is ស្មើពី around about ណា around about មានពាក្យអីមកកណោទៀតណា approximately អីអញ្ចឹងដែរ ដោយមានគេអឺអតនិនក្របបែកបាទកន្លះលានចិត្តកន្លះលានតោណាណាចិត្តកន្លះលានតោដែលត្រូវបានគេទម្លាក់យុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់ក្របបែក were intensified គឺត្រូវបានកើនឡើងបាទត្រូវបានកើនឡើងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនីកសុនពេលក្រោយមកទៀតណាបាទ following នេះមិនថា ជាបន្ទាប់ពីលោក Johnson ដោយមានបាទក្របបែកជិត2លានតោនដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ in the 5 years ចន្លោះពីឆ្នាំ 1969 ដល់ឆ្នាំ 1973 កត់ទុកតិចតិច total of more than 2.8 million pounds ក្របបែកសរុបជាង 2.8 លានតោនត្រូវបានគេទម្លាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីថ្ងៃទី 4 តុលា1965ដល់15សីហា1973រួមមានបាទ 28 million small cluster នេះសំដៅទៅលើក្របបែកចង្កោមតូចតូចបាទ 28 លៀនតោនឹងក្របបែកគីមីបាទក្របបែកគីមីផងដែរអានេះសំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានទូតទាំងពីរចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកណាអាមេរិកចោតចិនថាដោយសារតែចិនគ្រប់គ្រងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថារបបពលពរហើយចិនក៏ចោតប្រកាន់អាមេរិក មិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែចោតប្រកាន់ថាភ្នាក់ងារចារកិច្ចបាទភ្នាក់ងារ
ចារកិច្ចកណ្ដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅកាត់ថាជា CIA ណាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហ្នឹងអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា